hướng dẫn cài đặt ứng dụng VietinBank IP Mobile. Truy cập App Store với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS. Truy cập CH Play với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android. Tìm kiếm từ khóa VietinBank IP Mobile. Chọn VietinBank IP và cài đặt ứng dụng. Sau khi cài đặt thành công, mở ứng dụng và đăng nhập. Sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu do VietinBank cung cấp. Quý khách nhập mã OTP được gửi về qua tin nhắn SMS để đăng nhập lần đầu trên ứng dụng. Hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu nếu quý khách đăng nhập lần đầu tiên. VietinBank IP Mobile, tận hưởng cuộc sống số.